Nam mô Bụt Thầy ạ. Đây là chương trình Phật pháp Buddha Dhamma trên mạng internet qua Bảo Thọ, Facebook và Zoom. Mỗi ngày 2 giờ giờ mùa đông Việt Nam từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 tối. Houston 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 sáng. New York 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 sáng. Cali 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng. Paris 2h30 đến 4h30 chiều. Sydney 12h30 tối đến 2h30 sáng. Còn Metabanya, thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay chủ nhật ngày 20 tháng 2 2022, Phật lịch 2565, môn học thuấn pháp Avitamma chương 7, có yếu tâm ngoại lộ. Vimutta Chitta Sangaha, bài 61, dạy về tiến trình tự sanh. Chittipatti Santikamo, Hòa Thượng Tuệ Siêu biên soạn và giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin thành kính cung thịnh thượng tọa minh hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Thầy ạ. Nhất tâm định lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian dạy, vô thượng điệu ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm định lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chú toàn giác đại lực, chú độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Dạ sư thưa lành thầy, chúng con thành kính đảnh lễ chư ơn thượng tọa minh hạnh. Bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, bài 61, chương 7, thoát yếu tâm ngoại lộ, Vittimutta Chitta Sangaha, dạy về tiến trình tự sanh, Kittipati Santikamo. Một, bốn trường hợp xảy ra cái chết. Chết xảy ra do bốn trường hợp, do tuổi thọ tận, Ayukkayena, do nghiệp tận, Khamakkayena, do cả hai tận, tuổi thọ và nghiệp, Upayakkayena, do đoạn nghiệp, Upachedakkhamma. Trường hợp chết do tuổi thọ tận, Ayukkaya Marana, là chết đúng thời, đúng với thời kỳ tuổi thọ. Như thời kỳ nhân loại, tuổi thọ trung bình là 100 tuổi. Người sống đến 100 tuổi thì chết. Như vậy, gọi là chết do tuổi thọ tận. Trường hợp chết do nghiệp tận. Kammakaya Marana là chết đúng lúc sanh nghiệp. Janaka Kamma và truyền nghiệp. Upattham Paka Kamma hết hiệu lực. Như hay bất thiện nghiệp sàng sanh mạng quyền cho một người sống chừng ấy tuổi,
Khi đến tuổi ấy người đã chết, gọi là trường hợp chết do nghiệp tận. Trường hợp chết do cả hai đều tận. Upayakaya Marana là chết đúng thời tuổi thọ và đúng lúc sanh nghiệp hết hiệu lực. Như thời kỳ nhân loại là 70-80 tuổi và nghiệp sanh mạng quyền cũng chừng ấy tuổi. Đúng với điểm 70 hay 80 tuổi thì chết, gọi là trường hợp chết do cả hai đều tận. Trường hợp chết do đoạn nghiệp Upachedaka Kamma Marana là cái chết không đúng thời, đột ngột, chết do một nghiệp nặng nào xen vào đoạn mạng, như bị tai nạn bất ngờ hay tự sát, gọi là chết do đoạn nghiệp. Bốn trường hợp chết có thể hiểu qua thí dụ bốn cách tắt của ngọn đèn dầu: tắt do cạn dầu, tắt do lụng tim, tắt do vừa cạn dầu vừa lụng tim, và tắt do bị thổi tắt dù chưa cạn dầu, chưa lụng tim. Ngọn đèn tắt do cạn dầu, thí dụ cho trường hợp chết do tuổi thọ tận. Ngọn đèn tắt do lụng tim, thí dụ cho trường hợp chết do nghiệp tận. Ngọn đèn tắt do vừa cạn dầu vừa lụng tim, thí dụ cho trường hợp chết do cả hai tuổi thọ và nghiệp đều tận. Ngọn đèn tắt do bị thổi, thí dụ cho trường hợp chết do đoạn nghiệp. 2. Ba cảnh hiện ra lúc sắp chết. Và lúc sắp chết sẽ có một trong ba cảnh hiện ra do lộ cần tự bắt lấy và dẫn đến cõi tái sanh tương ứng: cảnh nghiệp Kamma, cảnh nghiệp tướng Kamma Nimitta, cảnh thú tướng Khatta. Cảnh nghiệp Kamma là trần lại hành động đã làm lúc định nhật, nghiệp thiện hay thiện, chỉ nhớ lại việc làm thiện hay ác đó, thành cảnh cận tử, trợ cho tâm tái tục. Cảnh nghiệp tướng Kamma Nimitta là hiện ra dấu ấn liên quan hành động thiện hay ác. Như người làm thiện thì thấy nghiệp tướng là lễ phẩm cúng dường, hoặc thấy tăng ni đang nhận lễ phẩm cúng dường, vân vân. Còn người ác làm đồ tể hay thợ săn thì thấy nghiệp tướng là con dao hay con hay cung tên, lưới bắt, vân vân. Nghiệp tướng ấy làm cảnh cận tử, trở tâm thiện hay tâm bất thiện khởi lên để tạo quả thay tục. Cảnh thú tướng Gati Nimitta là thấy điềm báo cảnh tái sanh. Như người thiện thì thấy đền đài nguy nga, vườn hoa ngoạn mục, lễ hội đông vui, vân vân. Với người ác thì thấy chỗ tăm tối, ngọn lửa thiêu đốt, bài rác bẩn thỉu, vân vân. Thú tướng ấy dựng tâm tái tụ vào cõi tương ứng. Ba cảnh hiện ra lúc sắp chết đều là do mệnh lực của nghiệp chi phối tiến trình động lực cuối của kiếp sống hiện tại, và sẽ làm cảnh cho tâm tái tụ của phần và tử của kiếp sống kế tiếp, vân vân. Cũng nên hiểu rằng trường hợp tái tụ cõi dục giới thì cảnh cần tử, nghiệp tướng, thú tướng là cảnh hiện tại hay quá khứ và được thu bắt qua sáu môn. Nhưng cảnh cần tử là nghiệp thì chỉ là cảnh quá khứ và được thu bắt qua ý môn. Trường hợp tái tục cõi sắc giới thì cảnh cần tử chỉ là nghiệp tướng Kamma Nimitta, và cảnh chế định Panyati Putang được thu bắt qua ý môn. Trường hợp tái tục cõi vô sắc thì cảnh cần tử cũng chỉ là nghiệp tướng Kamma, và cảnh chế định Panyati Putang hay cảnh đáo đại Makkhagata Putang được thu bắt qua ý môn. 3. Tâm tái tụ và cảnh. Ngoài bậc lậu tận Hinasabbo, tức là A-la-hán chết không còn tái sanh, những hạng thánh hộ học Sekha và phàm nhân Puthuchana thì chết còn tái sanh. Tâm sanh khởi nối tiếp với tâm tự Chutichitta của đời sống cũ
mở đầu cho đời sống mới gọi là tâm tái tục. Patisanticitta, tâm tái tục là quả của nghiệp hữu, pavakamma, trong đời sống cũ tạo ra. Tâm tái tục đồng sanh với các tâm sở, cittasika, tương ưng với tái sanh xảy ra trong cõi ngũ uẩn. Panchavokara thì sắc nghiệp ý vật, karayavattu rupa sẽ hiện khởi đồng thời với tâm tái tục để làm căn cho tâm tái tục. Còn nếu sự sống mới mà xảy ra trong cõi tứ uẩn, chittavokara tức là cõi vô sắc thì sẽ không có sắc ý vật. Tâm tái tục bất cảnh mà động lực cần tử marana sanna javana của kiếp sống trước đã thu bắt, gồm cảnh nghiệp kamma hay cảnh nghiệp tứ kamma nimitta hay cảnh thú tứ gati nimitta và tâm bộ phận trong kiếp sống mới cùng nắm bắt cảnh ấy. Cảnh của tâm tái tục sắc giới là cảnh nghiệp tứ kamma nimitta. Cảnh chế định là đề mục biến xứ đã xuất hiện ở lộ ý môn cận tử kiếp trước, gọi là cảnh nghiệp tứ của tâm tái tục vô sắc giới. Cũng vậy, cảnh của tâm tái tục vô sắc giới là cảnh nghiệp tứ kamma nimitta. Cảnh chế định như đề mục không vô biến xứ và đề mục vô sở hữu, cảnh đáo đại như đề mục thiện không vô biên xứ và đề mục thiện vô sở hữu xứ. Những đề mục ấy xuất hiện ở lộ ý môn cận tử kiếp trước, gọi là cảnh nghiệp tứ của tâm tái tục vô sắc giới. 4. Cõi tái tục sau khi chết. Người khổ trong bốn cõi bất hạnh chết có thể tái sanh lại cõi bất hạnh hay tái sanh cõi nhân loại và cõi chư thiên dục giới bằng một trong 12 thức tái tục dục giới. Người là cô nhân, cõi nhân loại và cõi tứ đại thiên vương chết có thể tái sanh các cõi dục giới bằng 10 thức tái tục dục giới. Người nhị nhân, cõi vui dục giới chết có thể tái sanh cùng chỉ trong cõi dục giới bằng 10 thức tái tục dục giới. Mười tâm nhân, cõi dục giới chết có thể tái sanh trong bất cứ cõi nào. Vì nếu người ấy tu chứng thiền sẽ sanh vào cõi phạm thiên, nếu tại tạo phước sẽ sanh cõi vui dục, nếu làm các ác nghiệp sẽ sanh vào cõi bất hạnh. Vì phạm thiên vô tưởng chết có thể tái sanh vào cõi vui dục giới, thân nhân loại hay vị trời, nên tâm tái tục có thể là tám tâm đại quả. Vì phạm thiên cõi thường cư, nếu chưa chứng A-la-hán niết bàn mà chết thì sanh cõi tình cư cao hơn, nhưng cho đến cõi sắc cánh thì nhất định phải tiêu tịch. Phạm thiên cõi sắc giới, ngoài cõi vũ tưởng và cõi tình cư, vị ấy chết có thể tái tục trong bất cứ cõi nào, tùy nghiệp duyên, trừ bốn cõi bất hạnh, bằng tâm tái tục nhị nhân và tam nhân, có thể bằng sắc tái tục mạng quyền nếu sanh cõi vũ tưởng. Vì phạm thiên vô sắc chết có thể tái sanh lại cõi đó, hoặc cõi vô sắc cao hơn, hoặc sanh xuống cõi vui dục giới, nghĩa là sau khi tử ở cõi không vô biên xứ, có thể tái tục cõi không vô biên xứ, hay tục sinh ba cõi vui sâu hơn, hoặc sanh xuống bảy cõi vui dục giới, làm người tam nhân. Sau khi tử ở cõi thức vô biên xứ, có thể tái tục cõi thức vô biên xứ hay tục sinh cõi vô sở hữu xứ, cõi phi tưởng phi phi tưởng xứ, hoặc sanh xuống bảy cõi vui dục giới làm người tâm nhân. Sau khi tự ở cõi vô sở hữu xứ, có thể tái tục cõi vô sở hữu xứ hay tục sinh lên cõi phi tưởng phi phi tưởng xứ, hoặc sanh xuống bảy cõi vui dục giới làm người tâm nhân. Sau khi tự ở cõi phi tưởng phi phi tưởng xứ, có thể tái tục cõi phi tưởng phi phi tưởng xứ, hoặc sanh xuống bảy cõi vui dục giới làm người tâm nhân. 5. Vòng luân hồi tự sanh sanh tử. Cuộc sống này như một cái vòng tròn do nghiệp lực và sự trợ duyên không gián đoạn của tâm tử. Đời sống trước
tạo ra tâm tục sinh, pratisthan chitta, tâm tục sinh sanh và diệt, nối tiếp làm tâm hộ phần, pravanga, sinh diễn như một dòng chảy trong đời sống, chỉ tạm gián đoạn khi những tâm lộ piti chitta sinh khởi bắt cảnh rồi chìm vào tâm hộ phần lại, cứ thế trôi chảy cho đến tâm hộ phần cuối cùng của đời sống gọi là tâm tử chitti chitta. Tục sinh hộ phần, tử tử rồi lại sinh lại, như vậy là vòng luân hồi. Mát sân không con đường thoát ra khỏi vòng lẫn quẩn ấy, ôm ấp phiền não, hy lê xá, tạo nghiệp, khăm má, khiến sanh quả luân hồi. Vipa Kavata 6. Dứt vòng luân hồi. Người tái tục bằng tâm quả tâm nhân là người trí Sapanyo. Trong đời sống chứng kiến những cảnh khổ ấy, người trí ấy nhận thức và nhàm chán. Sự nhàm chán ấy thôi thúc bậc trí tu tập thực hành giới định tuệ qua thời gian với tuệ quán Vipassana Nhana. Họ thấy rõ chân tướng của danh sắc hữu vi là vô thường, khổ, vô ngã, làm sinh khởi đạo tuệ Bhagga Nhana là quả tuệ Pala Nhana. Chứng ngộ Niết Bàn là trạng thái tịch diệt pháp vi. Bậc trí ấy đã khô cạn ái tăng hà, cắt đứt mọi phiền trược Samyo Chana, chết không còn tái sinh nữa. Đó gọi là dứt vòng luân hồi. Điều đã nói và sắp nói. Bài đã học bài 60 chương 7 Toát yếu tâm ngoại lộ Piti Mutta Chitta Sangaha, dạy về 31 cõi Umi Veda. Bài học tiếp theo bài 62 chương 8 Toát yếu dương trợ Pachaya Sangaha, phần 1 Định lý duyên hệ Patha Nanayu, biên soạn giáo trình Tỳ kheo Tuệ Siêu. Giờ đây chúng con thành kính đảnh lễ và cung thỉnh Hòa thượng Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Phật Thầy Giả. Nam mô Phật Thầy Giả. Kính đảnh lễ tam bảo Đức Phật, Giáo Pháp và Thần Chúng. Kính chào Thượng tọa Nhất Đẳng, Thượng tọa Tây Nguyên, Thượng tọa Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức có mặt trong rừng. Thân chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Và kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học cái phần cuối của cái chương thứ 8, chương ngoại lộ. Trong cái phần cuối này cũng khá quan trọng. Và chúng ta nói về tiến trình tử sanh. Có thể nói rằng khi mà chúng ta học A Tỳ Đàm thì Abhidhammasagara, cái phần toát yếu A Tỳ Đàm, cái tập này như là vi diệu pháp nhập môn mà chúng ta được biết cả. Không những là tâm tâm sở sắc pháp niết bàn, mà chúng ta biết rõ cái sự diễn tiến của danh pháp, diễn biến của sắc pháp. Rồi chúng ta biết luôn cả cái trường hợp tâm thái tục, người ở trong đời này cõi sanh mà chúng sanh đương gá
và chúng ta biết được nghiệp phân loại chúng sanh, và cuối cùng là chúng ta cũng biết được cái vấn đề chết rồi tái sanh, sanh rồi chết. Nếu mà chúng ta đọc kỹ các chương như thế này, từ chương 1 cho đến cái chương thứ 7 đó, cũng đủ để chúng ta hiểu được cái giáo lý A Tỳ Đàm nhập môn. Còn nếu như sắp tới đây mà chúng ta học luôn cả chương 8 và chương 9, thì chương 8 chúng ta sẽ hiểu được cái định lý pháp trợ tạo, cái duyên trợ tạo pháp hữu vi và kết nối cái dòng sanh tử luân hồi, tức là duyên sinh và duyên hệ. Và cái chương thứ 9 giúp cho chúng ta có một cái khái niệm về cái sự tu tập thiền chỉ và thiền quán. Cái chương thứ 9 này thì ngài Anuruddha, tác giả của Abhidhammasangha, ngài dựa theo cái phần định và phần tuệ của Thanh Tịnh Đạo, và sẵn đây trước khi giảng bài chúng tôi cũng xin kính dâng lên chư Tôn Đức cái phần cái thành quả. Sáng ngày hôm nay chúng tôi nhận từ nhận ấn phẩm Thanh Đạo Yếu Lược từ nhà in họ đã giao, và chúng tôi có cửa tự thùng chỉ khiêm tốn 40 quyển thôi. Rồi nếu Thượng Tọa Tự Quyền có dịp khi nào về Vĩnh Long thì chúng tôi sẽ gửi tặng cái quyển sách đó. Gần như là bây giờ khi mà đi đâu giảng cái gì nó liên hệ đến thắng pháp, chúng tôi cũng thường hay dẫn chứng ở trong Thanh Tịnh Đạo. Cho nên cái quyển Thanh Tịnh Đạo là cái quyển rất là quan trọng. Mà ở chùa Pháp Luân và chùa Phật Pháp thì chắc có lẽ là Đại Đức Pháp Diên sẽ gửi đi trong nay mai, vì chúng tôi đã nhờ Đại Đức Pháp Diên, Thượng Tọa Pháp Diên ở trên chùa Xí Lý quận 6 Sài Gòn đã nhận rồi. Và hy vọng các Phật tử chúng ta ở trong room, vị nào có cái phương tiện, nếu quý vị xem coi có phương tiện nào nhận được thì chúng tôi sẽ gửi sách tặng cho quý vị. Còn mà không thì chúng ta ở gần, chúng ta ở gần Thượng Tọa Giác Đẳng chùa Pháp Luân đó, thì chúng ta cứ vào đó chúng ta nhận, rồi khi nào hết thì báo cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ gửi qua tiếp. Còn mấy vị ở các cái xứ khác ở Âu Châu thì cái đó chúng tôi sẽ tìm cách để chúng tôi gửi sau.
vì các Phật tử bên đây họ cũng có liên lạc về ở bên kia rất là nhiều, nhiều nguồn có thể nhận được. Chúng tôi in tới 3.000 quyển lịch, nhưng mà nói 3.000 quyển chứ chúng ta nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết. Ồ, có một Phật tử ở Hà Nội nữa. Sớm muộn gì thì quý vị cũng nhận được. Rồi tiếp tục là chúng tôi đang in cái quyển Thoát Yếu A Tỳ Đàm, tức là cái giáo trình mà chúng ta đang học hiện tại đó. Hy vọng rằng vài tháng nữa thì quý vị cũng sẽ có được cái quyển đó. Và bây giờ chúng ta trở lại với bài học ngày hôm nay. Hôm nay thưa quý vị, chúng ta tìm hiểu về cái dòng, cái tiến trình sanh tử. Chú thích và tí sanh thí thích khẩm mù. Chú thích là sự chết, và tí sanh thí là sự tái sanh. Các mô tức là cái tiến trình hay là cái trình tự nó diễn ra. Ở trong phần này thì chúng ta có 6 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là nói về 4 trường hợp xảy ra cái chết. Chúng ta đọc ở trong Kinh Tạng, nhất là tiểu bộ kinh, chúng ta sẽ gặp một bài kinh mà Đức Phật đã thuyết về bốn nguyên nhân chết của chúng sanh. Nhưng mà ở đây là chúng ta nói phổ thông cho tất cả chúng sanh, nhưng riêng ở cái cõi chư thiên phạm thiên thì chết không có do đoạn nghiệp, và chết do ayuk hay gì đó, tức là chết do hết tuổi thọ. Cõi phạm thiên chết do hết tuổi thọ, chỉ có một trường hợp đó thôi. Còn ở các vị chư thiên đó thì chết do hết tuổi thọ, chết do hết phước. Gọi là vui nhắc cái gì đó. Ở đây thì nói có 4, tức là do tuổi thọ tận, do nghiệp tận, do cả hai tuổi thọ và nghiệp tận. Ông phải nhắc cái gì đó, do đoạn nghiệp. Ở đây trường hợp thứ nhất, chết do tuổi thọ tận là chết đúng với thời kỳ tuổi thọ. Chúng sanh ở 4 cõi bất hạnh thì cái tuổi thọ bất định, tùy theo cái nghiệp nặng hay nhẹ, nghiệp ác nặng hay nhẹ mà cái thọ mạng của loài đó dài hay là ngắn. Còn ở cổ nhân loại đó thưa quý vị,
thực ra thì cũng là bất định, nhưng mà chỉ là đoán chừng. Cái thời kỳ mà Đức Phật còn tại thế thì dựa theo trong kinh điển nói rằng khi mà Bồ Tát Ngài từ ở cung trời Đâu Xuất mà Ngài chuẩn bị cái vị thiên tử Santusta, nhận lời thỉnh cầu của đại chúng thiên tiên để giáng sanh xuống người thành Phật cứu nhân độ thế, thì lúc đó Ngài quán xét bốn điều. Ở trong bốn điều đó thì có cái thời kỳ, quán xét về cái thời kỳ tuổi thọ, cái thời kỳ mà chúng tuổi thọ mà một vị Phật có thể xuất hiện ở đời là cái thời kỳ tuổi thọ ước chừng 1,000,000 tuổi, 10,000 tuổi. Cho đến thấp nhất là 100 tuổi. Thì Đức Phật của chúng ta thì vào cái thời kỳ đó là tuổi thọ ngắn nhất, tối thiểu. Cho nên chỉ có 100 tuổi là thọ trung bình của ở con người. Thì khi mà sanh vào cái thời kỳ nào đó mà tuổi thọ chúng sanh đã được quy định đến chừng đó, thì khi mà loài người mà sống đến chừng đó gọi là sống hết tuổi thọ. Các vị thiên tiên cõi dục giới, các vị đó cũng có cái tuổi thọ ấn định, như là cái cõi dục, cõi tứ thiên vương. Thì chúng ta tính như thế này là một ngày một đêm ở trên cõi tứ thiên vương bằng 50 năm cõi nhân loại, mà ở trên đó sống, ở trên cõi đó thì cứ 30 ngày đêm thì là một tháng, một tháng ở trên cõi đó là 12 tháng, cũng 12 tháng đi vào một năm, và các vị sống 500 năm cõi tứ thiên vương. Thì cái con số này ở trong bộ Quy Phân Giác, tức là bộ phân tích của Thắng Pháp, bộ thứ hai đó, có đề cập đến. Ở cõi Đao Lợi thì một ngày một đêm là 100 năm ở dưới này. Và 30 ngày đêm là một tháng, 12 tháng là một năm. Ở trên cõi đó sống tới ngàn năm cõi trời Đao Lợi, vân vân. Chúng ta cứ tính vậy. Thì hễ cái tuổi thọ đã quy định như vậy rồi thì chúng sinh ở cõi đó mà sống hết tuổi thọ
rồi mệnh chung. Như vậy gọi là trường hợp chết do tuổi thọ tận. Còn trường hợp chết là do nghiệp tận là khi mà mình tục sinh bằng cái sanh nghiệp cho nó có căm má. Hôm kia chúng ta có học đó, và trị nghiệp upatthama phaka căm má. Thì bây giờ khi mà sanh nghiệp và trị nghiệp nó hiệu lực, thì chúng sanh đi chết gọi là chết do nghiệp tận. Ở đây chúng ta thí dụ như là thiện nghiệp hay là bất thiện nghiệp sản sanh ra sắc mạng quyền cho một người sống chừng ấy tuổi. Khi đến tuổi ấy người đó chết gọi là trường hợp là chết do nghiệp tận. Nó giống như là trường hợp cái món đồ, cái sản phẩm người ta làm ra đó, do những cái nguyên liệu mà người ta dùng để chế tạo cái món đồ đó. Gọi là sanh nghiệp. Và cái nguyên liệu đó nó được pha chế như thế nào đó thì nó sẽ kéo dài cái đát, tức là cái thời hạn. Khi mà hết đát ấy, thì tự nhiên cái món đồ nó hư hoại. Thì cái trường hợp đó chúng ta gọi là chết do nghiệp tận. Ở trên các cõi phạm thiên đó, từ phạm thiên sắc giới cho đến phạm thiên vô sắc, thì không có trường hợp là chết do đoạn nghiệp hay là chết do nghiệp tận. Chết do nghiệp tận không có, mà chỉ là chết cho hết tuổi thọ thôi. Do năng lực thiền của các vị cho nên cái sự sống nó nhất định. Còn chư thiên có đôi khi chưa hết tuổi thọ nhưng mà hết phước. Hết phước cũng kể như là do nghiệp tận nha. Thì họ sanh xuống, họ chết sanh xuống. Bởi có những vị chư thiên có những vị trời khi mà họ từ ở cõi người sanh lên cõi trời là một vị thiên tiên, là một vị thiên tử. Họ mới quan sát do nhân nào mà ta được sanh lên đây. Nếu họ quan sát họ thấy rằng chỉ là do mình khởi lên một cái tâm thiện với Đức Phật hay trong giờ phút lâm chung, hay là mình khởi lên cái tâm thiện bố thí cúng dường đặt bát cho vị tỳ kheo, họ thấy rằng cái phước mình như vậy thì nó cạn quá, do đó họ tìm cách họ xuống cõi người để họ tạo thêm cái phước. Như trường hợp có một cái nữ nô lệ giữ vườn, giữ rẫy cho một người chủ. Hàng ngày cô ta đi làm ở ngoài vườn rẫy, cô ta chỉ đem theo có một miếng cơm cháy để mà cô ta ăn. Cơm ở trong nhà chủ đâu có được ăn cơm nguyên, chỉ lấy cơm cháy ở dưới đáy nồi mà đem theo thôi. Nhưng trong ngày hôm đó tôn giả Mahakassapa ngày đi khất thực và quan sát
xem coi chúng sanh nào nghèo để Ngài tiếp độ cho họ. Thì Ngài thấy cái cô tớ gái này cũng lại có duyên tạo phước, cho nên Ngài đi đến đó. Cô ta ở trong, ở dưới rẫy, cô ta bước lên bờ và cô ta cúng dường cái bề cơm trái cho Ngài, hết cái phần ăn của cô ta. Chiều hôm đó cô ta bị trúng gió và cô ta chết, sanh về cõi trời là một thiên nữ. Khi mà quan sát thấy mình chỉ có cúng dường đặt bát một bề cơm trái như vậy, thiên nữ sợ mình không có sống cho đến hết tuổi thọ cái cõi trời, cho nên cô ta phải đi tìm xuống để đi làm phước. Cô ta xuống tại chùa và cô ta quét lá cây ở chung quanh tỉnh thất của Ngài Mahakassapa. Thì Ngài nghe cái tiếng động, Ngài hỏi ai đó thì nàng thiên nữ đó mới thuật lại, mới nói. Thì Ngài không cho, Ngài không cho làm nữa. Thì nàng thiên nữ này trở về và với cái tâm sầu muộn. Thì lúc đó gặp Đức Trời Đế Thích, Ngài an ủi và Ngài khuyên hãy làm cái việc khác như giữ giới rồi chẳng hạn. Ngài khuyên như vậy. Và ở trong chú giải có nói rằng là sở dĩ mà Ngài Mahakassapa Ngài đuổi không cho làm, không cho quét như vậy là vì Ngài sợ e rằng các vị tỳ kheo khác nghĩ rằng Ngài có người nữ hộ độ vân vân, cho nên Ngài không muốn làm gương, Ngài không muốn để là cái gương xấu cho các vị tỳ kheo phàm phu khác, cho nên Ngài không có cho. Rồi sau này cái chuyện đó đến tay Đức Phật mới giải thích cho chư tỳ kheo nghe rằng không phải là con của Như Lai thiếu cái tâm từ bi, nhưng mà tại vì vị ấy có cái đặc tính như vậy đó. Nếu như một người nghèo khổ thì tôn giả Mahakassapa Ngài sẵn sàng Ngài tiếp độ để cho họ được phước, họ sanh lên. Còn nếu như là một vị thiên nữ đã ở trên cái cõi trời giàu sang sung sướng rồi thì Ngài không cho làm việc đó. Ngay cả Đức Trời Đế Thích khi mà muốn làm phước thêm nữa mà hiện xuống, Đức Trời Đế Thích và Thiên Hậu hiện xuống làm hai người, hai vợ chồng ông lão nghèo khổ với một cái nhà lá tồi tàn ở bên cạnh đường. Ngài Kassapa đi ngang hang bà ra để bát cúng dường, nhưng mà khi cái hương thơm của Phật thực nó bốc ra từ bát đó thì Ngài Mahakassapa Ngài nhận ra đây là vật thực của chư thiên chứ không phải của loài người. Ngài mới lên tiếng, Ngài mới hỏi, thì hai ông bà lão đó mới hiện thân là Thiên Chủ Đế Thích và Thiên Hậu. Thì Ngài Kassapa Ngài hỏi tại sao Thiên Vương là như vậy, ngăn chặn cái sự làm phước của người nghèo. Thì Đức Đế Thích mới nói rằng ở đây các vị chư thiên của trời như chúng con cũng nghèo, nghèo có phước, cho nên muốn đi tìm thêm cái phước. Thì Ngài khuyên là hãy để cho những người họ thiếu phước, họ đại vương thì đã có phước báo được dồi dào đầy đủ rồi thì không phải làm nữa. Nhưng mà Đức Trời Đế Thích Ngài cũng rất là quan hỷ để người cõi trời, vì cõi trời.
Thì ở đây quý vị, trong trường hợp đó, đó chúng ta thấy các vị chư thiên đó, các vị thiên tử ở trên cõi trời, thiên tử và thiên nữ ở trên cõi trời, các vị nó cũng có một điều rất là lo lắng, là cái phước của mình cạn hay là nhiều hay là ít, cạn hay sâu. Rồi các vị tìm cách để các vị bồi phước thêm, để hết tuổi thọ mới chết, chứ không phải là chết cho hết phước. Chúng ta cũng nên nhớ học điều này, để khi chúng ta có sanh về cõi trời đó, chúng ta phải chịu khó chúng ta quan sát xem coi cái phước mình tạo được là dày hay mỏng, để chúng ta lập tức chúng ta bồi bổ liền, chúng ta bồi bổ cái phước báo đó liền. Và trường hợp thứ ba là trường hợp mà chết do cả hai điều tận, tức là chết đúng thời và đúng lúc sanh nghiệp hết hiệu lực đó. Như thời kỳ nhân loại là 70 hay 80 tuổi, và nghiệp sanh mạng quyền cũng chừng ấy tuổi, đúng cái thời điểm 80 hay 70 thì chết, thì gọi là trường hợp chết do cả hai, do đúng lúc tuổi thọ mà cũng đúng lúc là nghiệp sanh nghiệp đã hết hiệu lực. Còn trường hợp thứ tư á, là trường hợp chết do đoạn nghiệp upachedaka kamma marana, là cái chết không đúng thời, chết đột ngột, chết do cái nghiệp nặng nào xen vào để đoán mạng. Cái đó là do ác nghiệp bên trong quá khứ nó trổ quả bất ngờ, như là bị tai nạn hay là chết tự sát. Cái đó là chết do đoạn nghiệp, chết phi thời. Thì cái chết thứ tư này chỉ có ở của nhân loại chúng ta mới có, chứ chư thiên không có và phạm thiên càng không có. Thì ở đây trong bài học chúng ta có cái thí dụ về bốn trường hợp chết, tức là bốn cách tắt của một ngọn đèn dầu. Ngọn đèn tắt do cạn dầu, tắt do lụm tia, tắt do vừa cạn dầu vừa lụm tim, mà tắt do bị gió thổi. Mặc dù chưa cạn dầu chưa lụm tim, tắt do cạn dầu, ví dụ như là trường hợp chết hết tuổi thọ, chết do hết tuổi thọ. Còn tắt do lụm tim, thí dụ cho trường hợp chết do nghiệp tận. Mà ngọn đèn tắt do vừa cạn dầu vừa lụm tim, thí dụ cho trường hợp chết do hết tuổi thọ và hết sanh nghiệp. Còn ngọn đèn tắt do bị gió thổi, thí dụ như trường hợp chết do đoạn nghiệp. Cái này thì chúng ta cũng dễ hiểu rồi, không có cái gì phải thắc mắc. Bây giờ chúng ta nói đến cái vấn đề thứ hai, tức là ba cảnh hiện ra lúc chết. Có người học vi diệu pháp á, thắc mắc hỏi rằng, với những cái tâm khách quan mà diễn ra theo lộ trình tâm, chúng ta cũng được nghe nó gọi cái tâm đó là cái tâm hoạt thức, tức là cái tâm thức hoạt động,
tâm thức hoạt động, tức là tâm khách quan. Và bất cảnh hiện tại sắc tinh khí vị xúc pháp, thì những cái tâm khách quan nó có cảnh hiện ra tùy theo, có thể là cảnh sắc, cảnh tinh khí vị, cảnh xúc, cảnh pháp. Nhưng mà bây giờ đối với tâm hữu phần pháp quan giác, cái tâm hữu phần nó có cảnh là gì, nó bất cảnh nào? Bởi vì tâm sanh khởi luôn luôn phải có cảnh, thì ở đây chúng ta sẽ trả lời cảnh của tâm hữu phần hiện tại, tức là ba cái hiện tượng, một trong ba hiện tượng xảy ra trong giờ phút lâm chung ở quá khứ. Người mà sắp chết họ sẽ khởi lên cái tâm động lực đó, sẽ bất cảnh. Một là cấm mát, là cảnh nghiệp. Hai là cảnh nghiệp tướng, cấm mát niệm bất tác. Ba là cảnh thú tướng, gạch tiết niệm bất tác. Một người trong lúc bình nhật tạo nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện, nó làm cái ấn tượng mạnh. Khi mà lúc lâm chung chặn lại cái hành động đã làm đó, như là nghiệp thiện, người Phật tử đi đến chùa đảnh lễ Phật, hay là đến chùa để làm lễ trai tăng, hoặc là đi đến chùa để làm lễ dân y vân vân, hoặc là mình giữ giới, hành thiền, tụng kinh, thì trong lúc mà cận tử đó, thì lúc đó lỗi ý cận tử nó sẽ bắt cái cảnh này, tức là tràn lại, thấy đang tụng kinh hay đang ngồi thiền, hoặc là thấy mình đang cúng dường chư tăng, hoặc là thấy mình đang Phật chẳng hạn, thì lúc đó đó cái tâm an viên tự tại, quan hỷ với cái việc mình làm, thì cái cảnh nghiệp đó nó trở thành một ấn tượng mạnh, nó sẽ lưu giữ lại khi mà tâm quả tục sinh, nó cũng bất cảnh đó. Tâm quả tục sinh cũng cảnh đó, và sau khi tục sinh xong, bất tí sanh thí chết tác, sau cái tâm tục sinh là cái tâm hữu phần pháp quan giác chết tác. Và hoàn cái chính tái nó cũng lấy cái cảnh nghiệp đó để mà lần cảnh làm đối tượng. Còn như có người làm ác, thì lúc đó họ thấy họ đang săn bắn, hoặc là đang câu cá, hoặc đang chạy lưới, hoặc là họ đang giết gà, vịt, hay là đang giết trâu bò, vân vân. Họ thấy họ đang hành động đó, lúc bây giờ cái tâm của họ bị ám ảnh và họ chết sanh xuất khổ khổ. Và khi mà cái tâm tục sinh ở dưới, tâm tục sinh xuống bốn cõi bất hạnh đó, thì tâm đó sau trở thành cái tâm pháp quan giác, tâm hữu phần, thì nó cũng bị ám ảnh như vậy, nó cũng bị ám ảnh như thế. Và chính vì trong đời sống bình nhật này mà chúng sanh có tâm hữu phần, nó lấy cái cảnh lâm chung ở kiếp trước đó, lấy ba cái hiện tượng cảnh lâm chung đó, nó làm cảnh hiện tại. Cho nên người này khi mà
sanh ra ở đời đó, cái tâm của họ có người vui, có người buồn, có người do cái thường cận y duyên họ bị ám ảnh mãi cái hành động ác, hay là ám ảnh mãi với cái họ bị, họ được ảnh hưởng chi phối bởi cái hành động thiện. Cho nên người này dễ sanh tâm thiện hiện tại, hoặc là khó sanh tâm thiện hiện tại mà dễ khởi lên tâm ác, nó cũng ảnh hưởng do cảnh của cái tâm tâm hữu phần đó, thưa quý vị. Cho nên tâm nó nhạy lắm. Người Phật tử chúng ta gặp trong mấy cái trường hợp đó, chúng ta phải cẩn thận. Những cái chuyện gì mà trong đời sống bình nhật chúng ta đã, hồi nhỏ đó, hồi chưa biết Phật Pháp, chúng ta đã lỡ tạo ác như là bắt cá, hay là giết vật, chẳng hạn giết con vật. Thì bây giờ mình biết Phật Pháp, mình là tu, mình phải cố gắng làm sao mình tạo cái thiện nghiệp cho nó mạnh lên. Và chúng ta hướng tâm đến cái nghiệp thiện đó, để lấy cái nghiệp thiện đó làm cảnh trong giờ phút chung, chứ chúng ta đừng có nhắc đi nhắc lại hoài hoài như vậy. Chúng ta nhắc đi nhắc lại cái trường hợp mà tâm bất thiện, nhớ hồi lúc nhỏ mình câu cá như vậy, hay là mình chơi xếp sắt, mình bắt cua bẻ càng, hay là bắt ếch nhái mình bẻ chân chẳng hạn. Mình cứ nhắc đi nhắc lại, dầu cho mình nhắc để mà mình sợ, nhưng mà nó bị ám ảnh. Cho nên đây là những trường hợp mà chúng ta phải hết sức là cẩn thận. Còn cái cảnh nghiệp tướng thì không phải là thấy hành động nữa, mà thấy những cái dấu ấn liên quan đến hành động. Như là mình không phải mình thấy mình đi đến cúng dường bông hoa, nhưng mà mình thấy được hoa, thấy cái ở trước mắt mình là những bông hoa đẹp. Hay là mình cúng dường y cà sa thì mình thấy cái cảnh y cà sa vậy đó. Cũng như có ở trong thanh tịnh đạo cũng có nhắc đến câu chuyện của một bà tín nữ kia, vì do cái nghiệp cũ nó cạn lại, cho nên trong giờ phút đồng chung bà thấy lửa cháy. Nhưng mà vì trong thời bình nhật bà thường hay cúng dường y ca sa đến chư tăng, cho nên bà vừa thấy cái màu lửa cái bà chuyển quán chuyển đổi qua, tự nhiên bà nhớ lại cái màu y ca sa mà bà cúng dường đến chư tăng, bà quan hỷ bà sanh được cõi trời thay vì sanh xuống địa ngục đó, thưa quý vị. Cho nên cái chỗ này chúng ta cũng là một điều mà chúng ta phải quan tâm. Chúng ta hãy tập nhớ những cái điều thiện, tập nhớ điều thiện. Chúng tôi có cái cách, bởi vì chúng tôi biết mình già rồi, sắp chết rồi, cho nên chúng tôi tập sáng thứ bảy, thưa quý vị. Lúc nào mà tập hành thiền mà chúng ta niệm điều mục mà thấy hôm nay cái tâm nó bị phóng dật nhiều, ngay trong lúc đó chúng ta không để cho tâm nó cạn lại những cái cảnh nào ở trong đời sống bình nhật, mà chúng tôi bắt đầu chúng tôi ôm các Phật ngôn, ôm các Phật ngôn bằng tiếng Pali. Vì chúng tôi cứ ôm đi ôm lại từng câu kinh Pháp Cú, từng câu kinh Pháp Cú. Một ngày chúng tôi ôm một phẩm. Thì như vậy tập riết nó cũng quen, thưa quý vị. Lúc ban đầu thì quý vị nghĩ khi mà mình học Pali mình tụng thì mình nhớ, tụng bằng lời thì mình nhớ, nhưng mà mình suy nghĩ trong tâm thì mình không nhớ đâu, còn nhỏ đó. Nhưng mà dần dần chúng tôi tập thành cái thói quen là bây giờ chúng tôi ngồi, chúng tôi ôm lại những câu phong con mà cái Pali, ôm
ôm thầm trong tâm vậy thôi, nhưng mà chú tâm ghê lắm thưa quý vị. Chúng tôi nghĩ cái đó nó cũng là một cái sự trợ duyên để giúp khi mà giờ phút lâm chung đó, mình dễ nhớ Phật con lắm, dễ nhớ những lời dạy của Đức Phật. Cái đó chia sẻ với quý vị để cho các Phật tử chúng ta tự mình tạo cho mình cái cách nào để mà chúng ta nhớ được cái tạo ra cái cảnh nghiệp hay nghiệp tướng, chứ đừng để cho chúng ta bị ám ảnh bởi cái Phật. Khi mà chúng ta làm nghề, thí dụ như đồ tể thì hay thợ săn thì thấy con dao hay con tên, còn cái nghề mà đánh cá thì họ thấy lưới, thấy cái tài lưới, cái đó nguy hiểm lắm. Và bây giờ nói đến cái cảnh thú tướng đó, thì thưa quý vị, cái tiến đường bất tá là thấy cái điềm báo cảnh tái sanh, mình không thấy cái hành động thời bình nhật, mà cũng không thấy cái dấu ấn của cái hành động thiện hay là ác mà mình trạng lại. Chà, cái này thì nó khó nè, cái này khó lắm. Hồi nhỏ quý vị biết mỗi lần mà bị cảm sốt tự nhiên mình nằm mình thấy là tự nhiên cái bàn tay mình hay cái là cái đầu của mình nó lớn, nó to hơn cái mình, rồi tự nhiên mình đang nằm trên giường vậy, nó nâng mình cao, nó tuốt trên trên hư không, nó nóc nhà đó, thấy cái đó nó hốt quá sợ hãi lắm thưa quý vị. Thì trong giờ phút lâm chung á, coi chừng chúng ta bị ám ảnh thấy cái cảnh điềm báo tái sanh. Nếu mà mình là người làm thiện quen rồi đó, thì ngay trong lúc đó mình thấy đền đài nguy nga, thì sanh về cõi chư thiên. Còn nếu thấy vườn hoa ngoạn mục hay là thấy lễ hội đông vui, thì cái đó sanh là cõi người, sanh cõi chư thiên. Nhưng mà với người ác thì họ thấy họ đi rơi vào cái chỗ tâm tối, họ đi lạc vô rừng tâm tối, hoặc là họ thấy ở phía trước là cái đám lửa cháy hừng hực, hoặc là họ thấy cái bãi rác bẩn thỉu, thấy cái hầm phẫn v.v. Thì cái này gọi là thú tướng. Thú ở đây là cảnh nó dẫn tâm tái tục trong cái khổ tương ứng. Cái này cũng là nguy hiểm. Khi mà chúng ta học ra ở trong thắng pháp đề cập đến cái chỗ này, thì chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta phải chuẩn bị ngay từ bây giờ, chứ giờ phút đông chung bỏ chúng ta phó mặc tới đâu thì tới. Thì trong trường hợp đó là cái sự tái sinh của chúng ta năm hên xui may rủi, cái bây giờ đặt vấn đề hên xui may rủi. Còn bây giờ chúng ta phải chuẩn bị trước, chúng ta hãy làm sao mà chấn chỉnh cái tâm lại cho nó vững vàng, nó xu hướng theo thiện pháp. Chúng ta thấy mình đang làm việc thiện cũng được, hay là thấy cái dấu ấn liên quan đến thiện pháp, như là những cái lễ phẩm mà mình cúng dường bông hoa thì chẳng hạn cũng được, hay là mình thấy cảnh đền đài vườn hoa lễ hội cũng được. Nhưng mà đừng bao giờ chúng ta để cho tâm mình bị ám ảnh bởi cái hành động ác bất thiện. Cái trường hợp này nó sẽ không tốt cho cái sự tái sanh của chúng ta trong tương lai. Bây giờ chúng ta nói đến cái khía cạnh thứ ba đó, thì cái khía cạnh thứ ba này nó cũng dễ hiểu thưa quý vị. Tức là nói đến tâm tái tục và cảnh, thì ở đây trước hết là chúng ta phải nhận xét, chúng ta phải biết rằng người mà còn tái tục chỉ là bậc thánh hữu học Sikha, tức là tu được quần tu đà hàm mana hàm và phạm hu thôi, còn tái sanh.
cái tâm khởi mà tiếp nối với tâm tử, mở đầu cho kiếp sống mới gọi là tâm tái tục. Thì cái tâm tái tục này là quả luân hồi của cái nghiệp luân hồi gọi là nghiệp hành. Sankhara Kamma nghiệp hành, hay là nghiệp hữu Pháp Quốc Kamma. Thì ở trong 26 cõi ngũ uẩn, tức là 11 cõi dục giới và 15 cõi sắc giới hữu tưởng, phạm thi sắc giới hữu tưởng, thì tái sanh ở cõi đó thì nó có danh sắc hiện hữu một lượt. Danh ở đây tức là tâm tái tục, và sắc ở đây tức là sắc y vật, trở thành sắc nghiệp tái tục để cho tâm lưu. Còn đối với cõi tứ uẩn như cõi vô sắc thì chỉ có danh tái tục nhưng mà không có sắc. Thì ở đây cái tâm tái tục bất cảnh như thế nào? Chúng ta nói về cái tâm tái tục của dục giới đó, thì nó sẽ bất cảnh nào mà động lực cận tử trước khi mệnh chung nó thu bắt, như là cảnh nghiệp cấp bát, hay cảnh nghiệp tướng cầm mấy niệm bát tám, hoặc là cảnh thủ tướng và tiêu niệm bát tám. Thì cái tâm tái tục nó cũng bắt cảnh đó, và cái tâm hữu phần kiếp sống mới cũng bắt cảnh đó. Còn nói về cảnh của tâm tái tục của dục giới, ở cõi sắc giới, thì một vị mà đắc thiền đời trước, đắc thiền sắc hay thiền vô sắc, nếu mà vị hành giả đó mà giữ cái tâm thiện, cái tâm thiền thiện đó, nó không có bị quậy mất, giữ như vậy cho đến lúc mà lâm chung cái kiếp sống đó, thì lúc bây giờ cảnh đề mục chế định Kamanipata nó sẽ trở thành nghiệp tướng. Cảnh đề mục chế định trở thành nghiệp tướng Kamanipata cho cảnh của tâm tái tục sắc giới hay tái tục vô sắc giới. Cái trường hợp này chúng tôi đã nhắc lúc trước rồi. Thì thứ tư, tức là cõi tái tục sau khi chết. Ở đây chúng ta cần phải lưu ý như thế này. Có những hạng người sau khi chết tái sanh vào những cõi tái tục, tốt đẹp và những tái tục không tốt đẹp. Bây giờ chúng ta có những cái trường hợp thế này, người khổ trong bốn quả khổ đó, người khổ trong bốn quả khổ đa phần là họ chết
trong bốn cõi khổ, họ tái sanh trở lại bốn cõi khổ đó. Có những chúng sanh ở dưới địa ngục đó, bị hành hạ, bị đâm, bị chém, hay là bị nấu ở trong cái chảo dầu sôi chẳng hạn, chết, chết sanh trở lại cõi địa ngục đó nữa. Đa phần là như vậy. Còn có loài bàn sanh, khi người khổ bàn sanh đó, khi họ chết họ sanh trở lại cũng ở trong cõi bàn sanh, khó sanh làm người lắm thưa quý vị, khó lắm. Hiếm có trường hợp một người khổ trong bốn địa ngục ngạ quỷ xuất sanh ở Tu La mà bệnh chung ở đó mà có thể sanh lại cõi nhân loại hay cõi chư thiên dục giới, khó. Cái điểm này chúng ta cũng phải chú ý. Còn cái người lạc phu nhân đó, ở trong cõi nhân loại, cõi tứ thiên vương, sau khi chết có thể tái sanh cõi dục, cõi dục giới, tái sanh lại cõi dục giới, bởi vì cái kiếp sống là gọi là phu nhân đó, thì họ khó có thể làm những cái, họ không có tu đắc thiền đâu, thành nên cõi sắc giới, cõi vô sắc giới. Cho nên nếu mà họ có tạo phước đó, thì họ mới sanh về cõi nhân loại hoặc là cõi thiên tiên. Còn nếu không, người lạc vô nhân chết sanh xuống cõi khổ như địa ngục, đạo quỷ, xuất sanh đâu Tu La. Cái này cũng nhiều lắm. Người nhị nhân cõi vô dục giới cũng không có đắc thiền, cho nên khi mà họ chết đi rồi thì họ chỉ có thể tái sanh ở trong cái cõi vui dục giới bằng 10 thước tái tục thôi. Trong cõi dục giới bằng 10 thước tái tục, trong 10 thước tái tục là trong đó có một thức tái tục sanh bốn cõi bất hạnh, và chín thức tái tục sanh cõi vui dục giới. Còn người tam nhân cõi dục giới thì vì họ có thể đắc thiền, cho nên họ có thể sanh bất cứ cõi nào. Nếu người ấy tu chứng thiền sẽ sanh được cõi vọng thiên, nếu tạo phước sẽ sanh cõi vui dục, nếu mà làm các nghiệp sẽ sanh cõi bất hạnh. Có như vậy. Nhưng mà ở đây chúng ta cũng lưu ý như thế này, Đức Phật có dạy trong Tăng Chi Bộ Kinh đó: này các tỳ kheo, ít thai là chúng sanh mệnh chung từ cõi người sanh trở lại làm người, hay là từ cõi người mà sanh làm chư thiên, mà nhiều thai là những chúng sanh loài người chết từ cõi người sanh xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula, nhiều lắm. Cũng vậy, ít thai là những chúng sanh từ cõi chư thiên mà sanh xuống cõi người hay sanh trở lại cõi chư thiên, mà nhiều thai là ở cõi chư thiên mà sanh xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula. Ít nhiều ở trong kinh điển Đức Phật ngày vậy. Bây giờ chúng ta nói đến những cái vị phạm thiên ở trong cõi vô tưởng đó. Vì cõi vô tưởng, cõi đó không có tạo phước mà cũng không có làm ác, cho nên vị phạm thiên vô tưởng mà họ chết đó, họ sẽ tái sanh lên cõi vô dục giới thân nhân loại, hay là vị thiên tiên, thì tâm tái tụng của họ có thể là trong tám tâm đại quả.
Còn vị Phạm Thiên ở cõi Tịnh Cư đó, nếu chưa chứng A-la-hán, nếu bàn mà chết thì vị đó sanh cõi Tịnh Cư cao hơn. Nhưng mà dù cho vậy cũng lặp đi lặp lại từ cái cõi mà vô phiền thiên chết sanh cõi vô nhiệt thiên, rồi thiện kiến thiện hiện, nhưng mà tới sắp cứu cánh thôi là chắc chắn là phải niết bàn. Còn cõi Phạm Thiên sắc giới ngoài cái cõi vô tưởng và cõi Tịnh Cư á, thì vị đó, vị Phạm Thiên đó mà có chết cũng sanh về cái cõi dục, là người nhị nhân hay người tâm nhân, trừ ra cái cõi bất hạnh. Phạm Thiên không chết, không có sanh xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh ở tu la. Nhưng mà đối với Phạm Thiên sắc giới thì khi sanh xuống cõi nhân loại cũng có thể là tổng sinh bằng cái tâm nhị nhân hay là tâm quả dục giới tam nhân. Nhưng đối với Phạm Thiên của vô sắc á, thì vì là thiền tầng chẳng lui, cho nên có hai trường hợp. Một là vì Phạm Thiên có vô sắc sanh lại cõi đó hoặc cõi cao hơn, hoặc là sanh xuống cõi vô dục giới. Mà sanh xuống cõi vô dục giới sẽ là cái người tam nhân, tuyệt đối là cái chúng sanh cõi vô sắc đặc biệt vậy. Tức là sanh xuống cõi này là người tam nhân chứ không phải là người nhị nhân, thì còn nói chi là làm người lạc quân nhân càng không có. Cho nên mấy cái chi tiết này quý vị không phải là khó hiểu đâu, nhưng mà quý vị phải có sách chúng ta đọc lại, chúng ta nghi ngẫm cho kỹ thì chúng ta sẽ biết, chúng ta sẽ nhớ được. Bây giờ ở khía cạnh thứ năm đó, vấn đề thứ năm là chúng ta nói cái dòng luân hồi sanh tử tử sanh, được gọi là luân hồi samsara hay là quách tắc. Nó cứ lặp đi lặp lại như một cái vòng tròn. Nó không có gián đoạn, cứ là nghiệp phiền não, phiền não luân. Vô minh duyên cho hành là nghiệp luân, rồi hành duyên thức, thức duyên danh sắc, lục nhập xúc thọ, rồi trong cái kiếp sống đó thọ lại duyên cho phiền não luân tiếp, tức là ái thủ, rồi duyên cho nghiệp luân là nghiệp hữu, rồi dẫn đến quả luân hồi là tái sanh, già chết sầu bị khổ não. Nó cứ xây tròn như thế đó. Nhưng mà ở đây chúng ta phải hiểu rằng là chính do vô minh là mờ mắt nên chúng sanh không thấy con đường thoát ra cái vòng lẫn quẩn đó. Cứ ở mắt phiền não rồi tạo nghiệp, rồi nó sanh ra cái quả luân hồi, rồi quả luân hồi đó cứ tiếp tục là môi trường cho phiền não, rồi phiền não nó thúc đẩy cho tạo nghiệp thiện hay nghiệp ác, rồi khiến cho sanh quả luân hồi tiếp tục, cứ xây tròn như thế. Cho đến khi nào mà người đó đắc chứng được đạo quả A-la-hán thì lúc đó mới dứt dòng luân hồi.
Nhưng mà muốn đắc được đạo quả ngay trong cái sống hiện tại này, thưa quý vị, nó cũng là một điều khó đó. Một điều khó, vì chúng sanh sanh ra ở trong cuộc đời này gọi là dullapha khana sampati, tức là khó thành tựu được dịp, được dịp mai, khó thành tựu được dịp mai. Khana sampati là như thế nào? Ở đây chúng ta có 8 trường hợp mà được gọi là akhana, asamaya, brahmacharya, vasa, tức là phi thời, phi diệp, phạm hạnh trú. Một là gặp cái thời kỳ Đức Phật xuất hiện ở đời, Ngài thuyết pháp, Ngài thuyết chánh pháp, mà lúc đó mình sanh, đang sanh ở địa ngục, hay đang sanh ở ngạ quỷ, hay đang sanh ở bàn, ở súc sanh đó, hiện về là vô phương. Mình không có cơ hội để gặp Phật, nghe pháp mà hành phạm hạnh đắc đạo quả. Thứ tư nữa là gặp thời Phật ra đời, Ngài đang thuyết pháp, thuyết chánh pháp, mà lúc đó mình sanh là một vị phạm thiên có tuổi thọ cao, như là phạm thiên vô sắc chẳng hạn, như là hai vị thầy của Bồ Tát là đạo sĩ Alara và đạo sĩ Udaka. Udaka, khi mà Đức Phật này sắp chuyển pháp luân đó, Ngài nhận lời với phạm thiên Sambhati để Ngài thuyết pháp độ đời, cửa bất tử rộng mở. Nhưng mà bây giờ thuyết pháp đầu tiên đến ai? Ngài liên tưởng đến hai vị thầy cũ của Ngài lúc này còn là Bồ Tát mới đi xuất gia. Thì lúc đó chư thiên bạch với Đức Phật là hai vị đó, một vị là đã tịch cách đây một tuần, còn một vị thì mới tịch chuyện qua. Đức Phật ngồi quan sát thấy hai vị đó sanh nơi cõi vô sở xứ và cõi phi tưởng phi vị tưởng xứ, thì Đức Phật này ở trong luật nói là Đức Phật này suy nghĩ thật là mất mắt lớn cho đạo sĩ và là rất mắt lớn cho Udaka. Sanh cõi phạm thiên mà có tuổi thọ cao như vậy, mà nhất là tứ quẩn, nghĩa là không có sắc, không có sắc quẩn, thì kể như là bỏ mất cái cơ hội, bỏ mất cái dịp để gặp Phật, để được nghe pháp. Rồi thứ năm nữa, nếu mà gặp thời Đức Phật xuất hiện ở đời, họ sanh được sanh làm người nhưng mà sanh ở xứ biên địa làm dân man ri bộ rợ, thì họ cũng vô phương, không có hành, không có nghe pháp, hành pháp được. Rồi thứ sáu đó, nếu mà họ mặc dù họ sanh tại xứ trung tâm, không phải là biên địa, tại xứ trung tâm, gặp thời Đức Phật có mặt ở đời để mà thuyết pháp độ đời, nhưng mà lúc đó họ sanh, mặc dù sanh ở giữa cái xứ trung tâm như Makkatha hay là Sawatthi chẳng hạn, Makkatha hay Kosala, mặc dù sanh như vậy nhưng mà họ làm người là khu nhân, què quặt đuôi điếc câm ngọng vân vân, thì như vậy họ cũng không thể nào mà có dịp để nghe pháp và đắc được đạo quả. Hoặc là thứ bảy đó, nếu một người sanh ra tại xứ trung tâm Ấn Độ thời mà Đức Phật có mặt và Ngài thuyết pháp độ đời đó, nhưng mà ngay lúc đó người này mặc dù khỏe mạnh, là người có thể là người tam nhân chẳng hạn,
Nhưng mà người đó có ác tà kiến, ô chê đa đê thí, hoặc là phạm tội giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, thân Phật chảy máu chẳng hạn. Thì như vậy cái người tam nhân đó gọi là pháp vô quốc lô, tức là cái người phạm, cái người tam nhân vô phần, là không có khả năng để chứng đắc đạo quả, là cũng vượt mất cơ hội. Và thứ tám á, thì dùng cho sanh làm người tam nhân có tri kiến tốt đẹp, nhưng nếu có thể là thuận dòng với thiện pháp, nhưng mà sanh ra sanh sao để muộn, không gặp thời kỳ Đức Phật xuất hiện, không gặp giáo pháp được triển khai, thì như vậy cũng vô phương. Cho nên chúng ta đừng nghĩ chuyện đơn giản. Các Phật tử chúng ta mỗi lần mà làm phước thì chúng ta rất là hời hợt, là chúng ta làm phước nguyện, nguyện do phước báo này cho đời sau con gặp chánh pháp để tu hành đắc đạo quả, vân vân, nguyện vậy. Nhưng mà quý vị không có sự quan tâm ngay bây giờ đó, chúng ta muốn đời sau mà chúng ta ngay cái thời điểm mà Đức Phật xuất hiện ở đời, hay giáo pháp đang được giảng giải ở trong thế gian này, chánh pháp đang được giảng giải trong thế gian này, mà chúng ta có dịp chúng ta tục sinh bằng cái tâm tâm nhân, làm người có trí gọi là Sapanyo, và có niềm tin như Phật, thì ngay bây giờ quý vị phải ráng cố gắng học pháp. Hễ mà chúng ta trễ mất cái cơ hội trong cái thời kỳ giáo pháp của vị chánh đẳng chính giác hiện tại, thì chúng ta nhờ chúng ta tu quán vô thường, quán khổ não, quán vô ngã, hay là nhờ chúng ta thực hành theo lời dạy của Đức Phật, từ bỏ mọi điều ác, không làm mọi điều ác, thực hiện các việc lành, giữ tâm ý thanh tịnh, chúng ta tu tập như vậy, nó thành thường cận y duyên, sau này chúng ta mới có cơ hội để chúng ta gặp Đức Phật. Và khi mà chúng ta đã là người tâm nhân có trí Sapanyo, thì lúc đó chúng ta sanh ra, chúng ta chứng kiến cái cảnh khổ ải, thì lúc bây giờ chúng ta là người trí nhận thức và nhàm chán, như là công tử Upatissá và công tử Kulita chẳng hạn, tức là ngài Xá Lợi Phất và Muôn Liên. Khi mà sanh ngày từ Phạm Thiên sanh xuống, có người con của Bà La Môn nhà giàu, nhưng mà hai vị đó sớm nhận thức được cái cuộc đời là giả tạm, là hư ảo, cho nên các vị đã đi xuất gia. Và khi mà xuất gia làm du sĩ trong cái phái Sanh Cái Giá, các vị đó cũng nhận thức được đây không phải là con đường bất tử, cho nên họ chia tay và họ mỗi người đi tìm. Đến khi mà gặp ngài A-xích-chí, một trong năm vị kiều rừng như mà do Đức Phật ngài thuyết chuyển pháp luân, các vị đó đều đắc A-la-hán, thì ngài A-xích-chí ngài mới thuyết một bài kệ ngắn gọn: Di tham ma hi tuk pa pha wa ti sang hi tung ta tha ca to a ha te sanh cha ni ro tho e quang qua đi mahasamano. Pháp nào sanh khởi do nguyên nhân thì những nguyên nhân ấy, tập khởi của pháp ấy, Đức Như Lai đã chỉ rõ, và chỉ rõ luôn cả sự diệt, đoạn diệt của các pháp ấy. Đó là lời dạy của Bậc Đại Sa Môn. Khi mà nghe như vậy đó, thì du sĩ Upatissá chứng quả Tu Đà Quần, về thuật lại cho bạn của mình là Kulita nghe. Bài kệ đó cũng chứng được đạo quả Tu Đà Quần. Rồi hai vị rủ nhau đi đến Đức Phật để xuất gia và trở thành hai vị thượng thủ tinh văn của Đức Phật Akasawaka, là ngài Xá Lợi Phất và Muôn Liên. Cho nên đời trước chúng ta tạo phước liên quan đến thiền quán, thì đời sau này chúng ta gặp
Phật gặp Pháp ở tương lai rất dễ chuẩn bị. Thì khi mà chúng ta nhận thức được cái sự nhàm chán, nhận thức được cuộc đời và nhàm chán, thì sự nhàm chán nó sẽ thôi thúc cho mình tu tập, thực hành giới định tuệ. Và với tuệ quán Vipassana Ñāna đó, mình sẽ sớm nhận thức được vô thường, khổ đau, vô ngã, làm cho sanh khởi đạo tuệ, quả tuệ. Từ tu được quần cho tiến đến cho đến A-la-hán, làm khô cạn ái và cắt đứt mọi triều phược, tức là cái pháp kiết xử. Thì khi đó vị này tâm được giải thoát, chết mới không còn tái sanh nữa. Đó gọi là dứt dòng sanh tử luân hồi. Ngay trong hiện tại, khi mà một vị mà đắc A-la-hán, đoạn diệt phiền não rồi đó, mà còn cái thân ngũ quẩn này sống thêm vài chục năm nữa, thì lúc đó gọi là hữu niết bàn, gọi là sắc upa đi xì sắc niết bàn năng, hữu dự niết bàn. Nhưng đến khi mà vị đó tâm tử của vị A-la-hán khởi lên và đoạn và hoại diệt, thì ngay khi mà tâm tử diệt thì lúc đó hoàn toàn tắt mất, hoàn toàn đoạn diệt, không còn sự tái khởi cái thân ngũ quẩn mới. Thì như vậy gọi là vô dư y niết bàn, anh rút và đi xê xa niết bàn á. Lúc đó thì mới gọi là dứt dòng sanh tử luân hồi. Thì ở đây hôm nay chúng tôi trình bày cho quý vị nghe cái phần cuối của cái chương thứ 7 ở trong ngoại lộ Quy Thí Bố Tát Sagga. Thì phần cuối này nói về cái tiến trình tử sanh, sanh tử. Thì đến đây cũng vừa với cái thời gian, nên chúng tôi xin được kết thúc bài giảng hôm nay ở đây. Và bây giờ thì kính cung thỉnh Thượng Tọa Chất Đẳng Quang Hỷ chia sẻ thêm về bài học này với 25 phút còn lại. Xin thỉnh Thượng Tọa. Nam Mô Bổn Thầy. Tôi sẽ lên tay chúng con thành kính đảnh lễ tri ân và thượng tọa Siêu Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Và tiếp tục chương trình, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Nhất Đẳng và Từ Bi tiếp tục điều hợp và cho chương trình thảo luận. Một tuần nữa chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Nhất Đẳng. Một quý thầy nha. Hình như Thượng Tọa Giác Đẳng không có mặt trước máy. Xin được quyền có mặt ở trước máy không? Nếu được xin Thượng Tọa được quyền chia sẻ thêm với bài học ngày hôm nay nói về cái sự chết.
và cái sự tái sanh và lẫn quẩn luân hồi của chúng sinh khi mà chưa đắc được đạo quả giải thoát. Một lần nữa xin hỏi Thượng Tọa Từ Quyền có mặt ở trước máy không ạ? Dạ thưa con có mặt. Dạ dạ, yên tĩnh Thượng Tọa Quang Huy. Dạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá, giới thiệu được chúng được nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng tôi kính lễ đến Đức Phật, đến Nhà Pháp và chúng tăng kính lễ đến Sư Phụ Tịch Siêu và Thượng Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh. Để tôi đưa đến Tự Đức, Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng đang hiện diện, thân chào đến quý tu nữ cũng Sư Phật Tử. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, thì chúng ta đã nghe qua, phải nói rằng là bốn một cái tiến trình nó xảy ra cái chết, cái tâm tử nó hiện đến cho tất cả chúng ta, cho tất cả chúng sinh, thì chúng sinh ở cái cõi nào cũng có một cái tâm tử ở cõi đó. Và có thể giờ này chúng con kính cung thỉnh sư phụ các sư đi nghỉ đi. Dạ. Rồi sau đó cho con nói về lời một xíu nữa. Và Thượng Giác Đẳng vào sẽ tiếp tục về cái tiến trình tử sanh này. Dạ, kính cung thỉnh Hòa Thượng đi nghỉ, sư phụ đi nghỉ đó. Dạ. Thì kính thưa quý vị, dầu cho chúng sinh ở cái cõi dục giới là cõi khổ hay là cõi vui, thì cũng phải có một cái sự chết. Rồi các chúng sinh ở cái cõi cao hơn nữa, đó là cái cõi sắc giới, rồi cái cõi vô sắc giới, thì tiến trình sanh tử cũng vẫn diễn ra, vẫn cũng diễn ra ở một cái lộ tâm. Như chúng ta đã được nghe rồi đó, một tiến trình nó căn bản đi như thế. Như là cái hiện tượng chẳng hạn như là cam má hoặc cam má ni mít tá hoặc đất tí ni mít tá, chắc chắn nó phải đi qua ba cái cảnh này để bắt, để lúc đó đó cái nghiệp chúng ta gọi là cái nghiệp nó xen vào, thì cảnh nghiệp hoặc là cảnh tướng của cam má hoặc là cam má ni mít tá, tức là hiện tướng nó khởi lên, và cảnh thú tướng gác tí, tức là cái dẫn đi tái sinh cái nơi này nơi kia. Thì kính thưa quý vị, dầu cho là ở chúng sinh ở cõi nào cũng vậy, là một chúng sinh hữu thức thì tâm tử vừa dứt là tâm tái sanh, tâm tái tục nó hiện khởi, nó hiện khởi một cách ngay tức thời, nó liền một sắc na tử sang một sắc na sanh. Thì nếu như chúng sinh ở cái cõi dục giới này đó bằng thai sinh đó, thì chúng ta thấy hình tướng nó rõ ràng. Nhưng nếu như mà là quá sinh đó, thì rất là lẹ, rất là nhanh. Như chúng ta thấy, nhớ có một lần Đức Trời Đức Thích đó, khi mà hết tuổi thọ đó, biết mình hết tuổi thọ, xuống đảnh lễ Đức Phật và nghe Đức Phật là thuyết pháp tại cái chỗ đó, Đức Trời Đức Thích đã tử, đã chết và đã hình thành một cái kiếp sống mới. Bởi vì khi chúng ta nói như vậy thì nó như một tích tắc có sự thay đổi. Và thiên ví dụ của người của mình là có thai sanh, có tinh cha huyết mẹ, rồi bắt đầu tạo thành coi như là bắt đầu đúng thời đúng lúc rồi đó, nghiệp tử nghiệp sanh nó đã có thức nó vào, thì bắt đầu nó có đầu nghiệp nó nuôi lớn chúng ta từng giờ từng ngày, bắt đầu sáu căn sáu thức bắt đầu xuất hiện. Và khi chúng ta ra đời thì ngay khi đó đó chúng ta cứ nghĩ rằng là bởi vì một tiến trình dài như vậy, rồi chúng ta nhờ sữa mẹ nuôi lớn khi còn bé, cái trong thai bào cũng vậy, thì rồi sau đó lớn lên rồi nhờ yếu tố của vật thực của cấp linh caro haro, tức là của sữa nước bánh trái cơm nước vân vân, rồi chúng ta nuôi chúng ta lớn. Bởi cho nên khi mà như thế đó thì chúng ta dùng cái vật thực thô thì chúng ta có cái sự đào thải, và cũng như có cái thân này là cái thân của sắc pháp này mà cái thô tướng này nó lớn quá đó, thì chúng ta thấy còn các chư thiên
đặc biệt thì họ được cái phước, tức là họ họ không có phải như chúng ta là phải có những cái sự nhơ nhớp của thân xác này, nhưng họ vẫn có những cái sắc pháp của chính họ. Như được chẳng hạn như quý vị biết là khi mà họ hào quang họ cảm thấy giảm giảm cái hào quang xuống, họ không còn được những cái mùi hương tốt đẹp nữa, thì họ biết là họ chuẩn bị cái xem như là cái nghiệp xuất hiện đó rồi, coi như cái niệm bất tác cầm á nó xuất hiện. Họ phải tự biết cảm nhận, cũng như là xuyên qua cái tuổi già của mình, cái tuổi già của mình rồi ta tuổi già rồi sống rơi vào cái bệnh, thì chúng ta biết là cái bệnh nó nặng nề đến nỗi chúng ta không thấy mình không thể sức có sức chịu đựng được nữa. Thì nó như thế đó, thì mỗi một cái tiến trình của chúng sinh ở các cái cõi giới mà nó xuyên qua, nó đi qua cái trạng thái của cái tâm tử và tâm tái tục này khác khác nhau hết. Không hiểu Hòa Thượng Nhất Đẳng có mặt chưa? Nếu Hòa Thượng có mặt thì Hòa Thượng cũng hề báo để con tỉnh cung thỉnh Ngài. Thì con xin đang nói khi mà Ngài đang vắng mặt. Và nếu có Hòa Thượng đã có vào room thì con kính cung thỉnh Hòa Thượng tiếp tục. Dạ. Thì kính thưa quý vị, bởi vì cho nên là một cái tiến trình sinh tử của một con người thấy nó khác, những điều mà chỉ là cái tâm, ba cái trạng thái tâm này nó phải đi qua. Chỉ có một điều đặc biệt thôi, đó là chính các vị ở cõi trời, mà chúng ta gọi cõi trời sắc giới, gọi tịnh cư, thì năm cõi trời này nó có một điều đặc biệt là các vị đó khi đã vào cõi đó đó, tam quả tứ thiền, chúng ta nhớ nha, tam quả tứ thiền, chứng đắc đến tam quả tứ thiền, sau khi chết các vị đó mới sanh về cái cõi đó. Thì tam quả tứ thiền sanh về cõi đó, và khi đó sanh về cõi đó đến khi thì sanh về cõi đó là đến khi là quý vị đó chứng đắc tứ quả và chết kết thúc luôn. À, bởi vì cái cõi này cái cõi đặc biệt, bởi vì chúng ta gọi là cõi tịnh cư, mà từ đó nó có sản sinh được cái cõi Tây Phương này như thế đó. Yeah. Nhưng điều mà chúng ta biết tam quả tứ thiền là tới dòng thánh rồi, chứ mình mà cứ lơ mơ mà mình tu có chút xíu này có chút xíu mà rồi mình được sanh về cõi Tây Phương đó, không có chuyện đơn giản đâu. Yeah. Cái cõi này thì quả thật thì các vị ta sanh về cái cõi đó ta cũng phải tham muốn hưởng dục gì, nhưng điều do cái tâm họ họ luyện thiền nó quen, họ chứng thiền và họ chứng đắc thiền nó quen, và thế là họ chưa có đủ cái ba la mật, nó chưa có chín mùi để họ chứng đắc tứ quả. Thì ngay khi họ chết thì các vị thánh này, các vị thánh hữu học này khi sanh về cõi đó, thì chúng ta thấy thì dầu cho ở cái cõi trời mà cao cả nhất là phi tưởng phi tưởng xứ, thì sau khi chết rồi thì cũng trở về tam giới này, mà một cái thời gian nó rất là dài so với các cõi trời dục giới, được từng cõi sắc giới cao đến cõi vô sắc giới, thì quý vị biết ngút tận thời gian đó. Như là chính Đức Phật nói, chúng ta đã từng ra trên cái nhìn của luân hồi, trên cái nhìn của tử sinh này, thì chúng ta đã ra vào rất nhiều lần rồi, chứ không phải là chưa từng vào. Chỉ có một cái con đường chúng ta chưa có vào đạo lộ thánh quả thôi, chúng ta chưa vào. Ở chúng ta vào đó thì một trong các cái tầng thánh sơ đạo thì chúng ta không luân hồi quá 7 kiếp. Bởi chúng ta còn quá luân hồi thì chúng ta biết chúng ta ra vào trong cuộc đời này quá nhiều. Dạ. Cho nên có thể nói rằng là nếu chúng ta hiểu về cái một cái tiến trình sanh tử đứng trên một cái nhìn của Phật Pháp đó, thì nó nhanh lắm quý vị. Bởi vì cho nên bộ Phật giáo Nam truyền không có chấp nhận một cái 49 ngày ở chờ đợi chờ đó rồi đi tái sanh. Sự thật ra 49 ngày chúng ta làm các cái từng thất là dựa trên
trên cái quy trình đó rồi thôi nhân sự tụng sự để làm các cái việc phước cúng dường, chứ không phải là chờ làm phước đó rồi tạo phước đó để cho vị đó hưởng và vị đó bắt đầu đi tái sanh. Nhờ cái phước đó mà đi tái sanh, không phải như vậy. Mà vị ấy cũng như tất cả chúng ta, chết xong rồi chúng ta có cảnh giới liền. Cái gách tính imita nó dẫn chúng ta đi ngay tức thời. Mà cái tính imita nó dẫn chúng ta đi ngay tức thời như vậy. Bởi vì cho nên đó, chứ còn không phải đâu mà chờ đợi ai đâu. Cũng phải chờ đợi mà coi như là cầu siêu độ cho chúng ta, không có đâu. Khi mà chết thì không ai siêu ai được, không ai siêu cho ai được. Mà ngay khi đó là chúng ta tự siêu cho chúng ta ngay hiện tại này. Đó chính là chúng ta tạo dựng cái hành trang cho chính mình, xuyên qua cái việc hành các cái thiện sự. Thì đó chính là hành trang, đó chính là cảnh giới, cảnh giới dẫn đi của mình. Chứ còn quý vị biết, và nó còn nhiều yếu tố nó phụ thuộc nữa, không phải là nó còn yếu tố của nghiệp, của hậu báo nghiệp đó, nó dẫn là nhiều khi ngay lúc đó đó mà chúng ta bây giờ ngay lúc này chúng ta làm ác, hiện kiếp chúng ta làm ác, nhưng khi chúng ta chết đó, chưa chắc định là chúng ta sanh địa ngục đâu. Mà nhiều khi có một cái dòng tâm nó trợ tạo, khi mà cái quả gì thuộc ở trong quá khứ chúng ta làm thiện thì ngay lúc đó chúng ta cũng có thể sanh về thiên giới. Nhưng cái điều này nó rất là hạn hữu và nó cũng không có tồn tại lâu được. Hay một người suốt cả đời làm thiện nhưng người ấy lại đọa địa ngục, thì như mà vua Bà Sê nó đi mà vào mà Bà Tư Nạc mà hỏi coi như bà hoàng hậu bà chết bà sanh về đâu đó, thì chúng ta biết như vua Bình Sa Vương đó thì hỏi bà hoàng hậu sanh về đâu đó, nếu mà Đức Phật đã biết bà sanh địa ngục rồi, như hoàng hậu Malika, thì nếu mà sanh về địa ngục rồi thì kính thưa quý vị, thì vua rất là bất mãn, tại sao mà bà làm thiện nhiều quá mà giờ bà sanh địa ngục. Nhưng điều mà có thể nói rằng cũng do cái hành động ác nghiệp của bà, giờ ngay lúc đó nó xuất hiện thì bà phải đọa. Nhưng điều chỉ sau một thời gian thì bà có thể đã sanh về cái cõi vua trở lại. Thì chẳng hạn như vậy, nó nói bởi vì cái tâm tử này nó rất là quan trọng. Cái dòng sanh tử này cuối cùng để cái tâm tử đó mà nó chấm dứt. Mà nếu như ác niệm khởi lên, thấy chúng ta cái này phải nói rằng thành thật luôn, nó rơi vào cái trạng thái mà hôn cầm luôn quý vị. Hôn, xin lỗi, không phải là hôn cầm mà nó hôn mê đó. Thì cái điều đó cũng khó nói cảnh giới tái sinh đi về đâu. Cái điều này nói thành thật chưa đó. Nếu trạng thái hôn mê, cái hôn mê mà nó vô cái mà nó thuộc về cái sân phận, hay hoặc là nó cái thủy miên, tức là nó tiềm ẩn sâu quá đó, thì cũng khó nói cảnh giới nó đi về đâu. Thì cũng do cái nghiệp dẫn thôi, chứ không biết nói sao bây giờ. Chúng ta chỉ nói do cái nghiệp mà nó dẫn đi thôi. Cho nên vì vậy, là một người hiểu biết về Phật Pháp thì nó là một chuyện rất khác. Bạch Hòa Thượng Giác Đẳng đã có mặt chưa? Nếu Hòa Thượng có mặt thì Hòa Thượng báo cho con biết ạ. Vậy chắc Hòa Thượng chưa có được. Thì kính thưa quý vị, thì nếu như mà một con người mà chúng ta đừng có nghĩ rằng là mình chết là mình dễ dàng, mình điều tiết cái tâm của mình thế nào mình cũng sanh thiên giới. Không có không dễ dàng đâu. Bởi vì nó như là lông bò sừng bò, đây là một chuyện. Chuyện thứ nhất, chuyện thứ hai nữa là chúng ta không dễ dàng mà giờ phút cận tử đó. Giờ phút cận tử đó đó, về cái sức khỏe, về cái nghiệp nó dẫn, cái thú tướng nó xuất hiện. Xin lỗi, cái nghiệp tướng nó xuất hiện xong rồi đó. Rồi tới cái thú tướng, cái tiếng niệm ta nó dẫn chúng ta đi. Thì nếu như mà chúng ta bắt cảnh ngay lúc đó đó, cái cảnh mà cảnh thiền đó, hay chúng ta thấy được những cái hình bóng, rồi chúng ta mới tưởng nhớ được những cái việc, thì chúng ta mới nhớ lại những cái việc thiện của mình làm, hay là vốn nhờ cái việc thiện của mình làm mà nó hiện lên những cái tiếng niệm ta cho chính chúng ta. Chẳng hạn như chúng ta, nhờ chúng ta tu tập thiền định nó nhiều, nhờ chúng ta bố thí nó nhiều, nhờ chúng ta hàng xuyên quán tưởng về các cái đề mục, thì ngay khi đó nó hiện khởi về cho ta, thì ta dễ dàng ta
nó bắt cái cảnh đó, và chính cái cảnh đó đó nó có cái niệm, nó có cái định để dẫn chúng ta đi về cái cõi lành. Chứ còn nếu như thường chúng ta chết trong một cái chướng nghiệp thì phải nói rất là nguy hiểm. Chẳng hạn như bị tử nạn đó, một cách là chúng ta chết tức khắc đó, chúng ta gọi là chết tức thì đó, thì ngay cái chết tức thì như vậy thì chúng ta thấy cái hành động nó xảy ra, chúng ta coi là tức thì, nhưng được cái dòng tâm nó còn nhanh hơn vậy nữa, nhanh gấp trăm gấp ngàn lần vậy đó, thì ngay khi đó đó không biết sanh về đâu. Bởi vì nó rất là đặc biệt. Thì nó sanh về đâu? Ví dụ giờ khi chúng ta chết, chúng ta sanh thành Atula, rồi chúng ta có thể tái sanh lại làm người ở trong một cái quy trình của nghiệp quả. Ngay cả rơi vào địa ngục cũng vậy, rồi chúng ta cũng có thể sanh trở lại làm người. Nhưng ngay lúc đó cái âm đó nó bắt cảnh, chúng ta tính những cái tám này, nó bắt cảnh nào thì dẫn đi cảnh đó. Nó bắt cái cảnh xấu, thấy lửa hay là thấy những cái loài thú, hay là thấy những cái, tức là những cái sự hung tợn, hay là chết bằng cái tâm bực bội khó chịu, thì chúng ta dễ sanh thành Atula. Và chúng ta, con người chúng ta keo kiệt, con người chúng ta nó tham ác nhiều quá đó, thì chúng ta chết thì chúng ta dễ sanh làm các loài ngạ quỷ, vân vân. Thì có thể nói rằng mọi chúng sinh sinh ra trong cuộc đời này đều có một cái quy trình đến đi một cách rõ ràng, chứ không phải là tự ai bắt chúng ta vào đời này rồi tới lúc đó rồi chúng ta buộc chúng ta phải ra đi, chúng ta lìa xa nhân thế này, mà đó chính là một tiến trình của tử sinh, một tiến trình của tuổi thọ của chúng ta. Có người thì mới sanh trong thai bào chết, trong thai bào ra thai bào chết, rồi 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi, 10 tuổi, 100 tuổi, vân vân, thì tất cả đều là một tiến trình của nghiệp làm nền tảng, nghiệp dẫn đầu. Bởi chúng sinh là thừa tự của nghiệp, là như thế đó. Nghiệp là tài sản, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là chỗ y cứ, và chính chỗ y cứ này mà tất cả những nơi chốn. Bây giờ chúng ta, quý vị có nghĩ rằng chúng ta chết ở biển không? Quý vị nghĩ chúng ta chết ở trên phi cơ không? Ở trên máy bay? Chúng ta nghĩ chúng ta chết ở chỗ làm của chúng ta không? Hay chúng ta chết khi chúng ta không ở nhà không? Hoàn toàn chúng ta không nắm được. Mà Đức Phật Ngài nói rằng có 2 cái điều mà chúng sinh không thể nào đoán biết trước được. Thứ nhất là khi nào chúng ta chết, và chúng ta chết ở đâu. Ở đây trong kinh có ghi rõ, Đức Phật nói hai cái tâm này, hai cái cảnh này chúng ta không thể biết trước được. Dĩ nhiên có một số người có thể cũng biết được, nhưng cái đó nó cũng có do cái phước duyên nó tu tập, hay một phước duyên đặc biệt nào đó, họ biết được cái giờ ngày họ chết. Theo quý vị, chúng tôi cũng đọc nhiều cái chuyện, tức là có những người rất là đặc biệt, họ biết được họ sẽ chết vào cái ngày nào, giờ nào, họ có sự chuẩn bị một cách tươm tất. Tuy những người đó phải là những người tu tập gì gây gớm, hay là những chuyên tu một cách vững chắc, nhưng cái phước duyên của họ. Cho nên có những chuyện mà chúng ta nói dĩ nhiên ít, những cái hàng đó là cũng như những cái con người đó đó là nó rất là ít. Cũng như hồi xưa chúng tôi được nghe nó Ngài Hậu Tông cũng nắm được, có thể biết được Ngài đã không còn sống bao lâu nữa. Và khi Ngài ra đi thì trong một cái tâm tức là hết sức là bình tĩnh, nhẹ nhàng biết bước được. Thì các vị họ có một cái phước duyên, chúng ta gọi là cái phước duyên, để có thể đoán định được, xử lý được, giải quyết được rồi mình sẽ như thế nào khi kết thúc cái kiếp sống này. Thì đó, thật ra những người như vậy thì có thể họ làm chủ được cái sự sống và cái chết của chính mình. Đó, chúng ta tạm gọi.
Nhiều khi họ không có tu, nhưng điều mà do cái duyên phước tiền thân họ tu đó quý vị, chứ không phải tự động họ được vậy. Họ cũng có một cái khả năng đặc biệt, mà chúng tôi gọi là cái công năng đặc biệt của chính họ mà mọi người thường khác khó có được. Mà cái công năng đó chính là do cái phước của họ thôi, chứ không phải là một cái điều gì mà nó ghê gớm, mà nó lại là quá là như chúng ta nghĩ. Thì có thể nói tiến trình tử sinh của tất cả là một tiến trình mà có thể nói rằng là tất cả chúng ta đã đi qua quá nhiều trong cái tử sinh này, mà chúng ta thấy nước trong bốn biển nhưng mà ít hơn những dòng nước mắt sầu thương đau khổ tủi hờn mà chúng ta đã bỏ nhỏ xuống, đã khóc cho những cuộc sinh ly tử biệt, cho những cái sự đau đớn, cho những cái sự khổ sở trong cuộc đời này, nó hơn là bốn bể đại dương. Máu mình đổ xuống, xương thịt này chất đầy như địa đại ở trên địa cầu này, nó cũng như là cái thân xác mà chúng ta bỏ xuống. Nói như vậy thì chúng ta mới thấy rằng một cuộc tử sinh triền miên vô tận. Cái sự tử sinh này nó vô tận, mà nó sẽ không có ngày kết nếu như chúng ta không có nếm được, không có thực hiện được, không có kết quả được cái sự tu chứng của chính mình. Cho nên phải nói rằng là cái đường thì hùng ai nấy giữ, chứ không ai có thể dẫn dắt cảnh giới tái sinh cho mình được, cũng ai có thể phán xét được mình sẽ đi về đâu. Bởi vì tinh thần của Phật Pháp không tin có một Thượng Đế có một quyền năng hưởng phạt và dẫn dắt chúng ta đi từ cảnh giới này qua cảnh giới kia, hay hoặc là cho chúng ta như thế này, cho chúng ta như thế nọ, hoàn toàn không có. Mà chính là cái tự tái sinh của chúng ta. Cái tự cái sinh đó, nó là do duyên, do nghiệp của mình đã tạo trong hiện kiếp này, cũng như ở kiếp đang sinh. Xin lỗi, ở kiếp quá khứ. Tất cả những hành động thiện ác lớn nhỏ đều là tạo lại, đều nó đều lưu lại. Và đến một lúc nó sẽ sẵn sinh ra, hay chúng ta biết là những dữ liệu khi mà chúng ta đã cài đặt xong thì nó hoàn toàn giữ lại, dầu chúng ta xóa nó, chúng ta triệt nó đi, nhưng điều nó cũng có cái cách sẽ hồi sinh lại. Thì cũng như thế, chúng ta thấy, chúng ta tưởng là xong chuyện à, nhưng không có đơn giản xong đâu. Mọi cái nó đều có lưu lại, mọi cái nó đều có để lại trong cuộc đời. Cái điều mà chúng ta không phải đơn giản thấy tai nghe mà chúng ta xử lý được, mà nó còn nhiều thứ bởi qua một tiến trình tử sinh chúng ta khó lắm đâu biết được. Cho nên có một ai mà bị đặt mà nói họ chết như thế này, họ chết như thế kia, thì hoàn toàn những người đó chưa có hiểu biết Phật Pháp. Nó đa dạng, nó muôn hình. Nếu nói về nghiệp thì lại càng ghê gớm hơn nữa, không có thể đoán định được. Mà chinh tư vô, cái má chinh tư vô mà nghiệp nó bất khả tư nghị. Vì vậy cho nên làm sao mà đón biết được họ đi về đâu, họ như thế nào. Thì những người có cái thần thông, có cái tha tâm thông, thì họ có thể chứng đắc, thì họ có thể hiểu biết được. Chứ thường thường hay phán hay nghi hoặc là do cái đó là chẳng qua do chúng sinh thôi, chúng sinh nói đại thôi, chứ không có một cái gì hết. Chứ nó không có một căn cứ. Họ nói người này chết rồi đi về kia bởi vì thấy cái điều, thấy họ như thế này, thấy họ như thế kia, đi gần cái xác chết của họ thấy có mùi thơm, rồi họ bắt đầu họ chết xong mà cứng, bây giờ họ mềm lại. Tất cả cái đó là chúng ta nghe nó đi phát sinh từ cái miệng con người, cái tâm của con người suy nghĩ ra như thế nào, biến cho nó thiên, nó linh linh, nói đại như vậy. Chứ sự thật ra là khi mà chết rồi thì tứ đại này nó trở về tứ đại. Khi mà
Khi mà danh sắc nó rời khỏi sắc pháp rồi thì sắc pháp nó kết thúc, nó không còn cái tứ đại nó điều hòa được, cái thọ, cái xúc, cái thọ nó không còn. Dạ. Yeah. Cho nên về cái tiến trình tử của tất cả chúng ta là một cái tiến trình lớn trong công cuộc ở cõi đời này, ở cõi đời trầm luân này. Cái sự tái sinh, cái sự tử và tái tục là một điều rất là quan trọng, rất là cần thiết, cần mỗi người phải có cái sự lưu tâm bằng cách, tức là chúng ta tạo nhiều cái thiện duyên lành phước để chúng ta trợ tạo cho cái cảnh giới tái sinh của mình ở trong tương lai. Dạ, chúng tôi có đôi điều để điều tiết trong cái thời gian này khi Hòa Thượng Nhất Đẳng không có mặt ở trước máy, cũng như là thay lời cho Sư Phụ Tỷ Siêu đã giảng. À, xin trình bày như vậy, nếu có điều gì sơ tất chính ứng mong toàn thể quý vị quan hỷ cho. Dạ, vào giờ này chương trình sinh hoạt của Đông Phật Pháp Bồ Tát Tham Má đến đây đã hoàn mãn. Chúng tôi xin đúc kết chương trình sinh hoạt tối đêm nay kính đảnh lễ và cảm niệm công đức của Sư Tùng Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Chư Đại Đức Tăng, cũng toàn thể quý vị Phật tử đã vào đây để sinh hoạt và đóng góp cho chương trình. Dạ, kính đảnh lễ quý ngài, kính chúc quý ngài một ngày an lành, một đêm an lành, và kính chúc toàn thể quý vị có một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn vào gặp một chương trình vào ngày mai như giờ thường lệ, một bút thà giá. Dạ, kính mời cô Mết Tập Bà Nha để trình hồi hướng và hoàn mãn chương trình tối hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ, sao chú sơ đúng tình thay, chúng con thành kính lần này tri ân thành tòa thầy viên rất nhiều. Dạ, sao chú lần thay con Mết Tập Bà Nha, thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân chư Thượng Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những dấu nghĩa vi diệu của Đức Phật, để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tu chỉ, không làm các ác nghiệp, các hành lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ấp đã yểm trợ cho các phần hoàn trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết chuyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy. Yeah.